Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Hóc Môn. Thì thời gian gần đây thì mình được một chị gái ở ngoài miền Bắc các bạn liên hệ với mình, nói là chia sẻ giúp chị để chị kiếm một người chồng. Thì do cái khoảng cách từ miền Bắc và thành phố Hồ Chí Minh nó khá là xa, thì mình mới nói là nếu mà chị vào được trong này thì mình sẽ ghé mình chia sẻ giùm. Thì thực sự là chị gái này cũng khá là có lòng các bạn. Chị ấy đi từ ngoài Bắc vô trong này để nhờ mình chia sẻ giùm, để hy vọng là muốn kiếm được một người chồng để hủ hỉ với nhau lúc tuổi già. Thì không biết là cái yêu cầu của chị như thế nào. Thì bây giờ mình muốn ghé để hỏi thăm cũng như chia sẻ về cái người đàn ông mà chị muốn tìm kiếm như thế nào, để chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thì nếu như ai hợp với chị thì có thể liên hệ với mình để cho hai người gặp nhau và kết nối với nhau, để sống với nhau trong cái thời gian cùng với nhau ở chặng đường còn lại nha các bạn. Thì đây là chị đang đứng ở đây chờ mình. Mình có hẹn chị ở đây, thì hai chị em có gặp nhau ở đây. Em chào chị. Hello em. Dạ dạ. Rất vui được gặp em. Chị cho em gắn cái này cái nhà để em nói chuyện với chị xíu. Okay, à. Em. À. Là chị từ ngoài Bắc vô đây được bao lâu rồi chị? Chị vô để gặp em mà hơn chục ngày rồi đấy, chờ em mãi. 10 ngày rồi. Tại em cũng đi ăn hết cả tiền đi rồi này. Giờ, giờ ăn vạ em thôi. Là chị có anh em gì trong này không? Chị nói chung là có nhà bác với lại ở trên Bình Dương mày tốt kia. Còn ở trong này thì là có em chị vào đấy làm thôi, chứ còn không phải là nhà cố định ở đây. Vậy là nói chung cũng có anh em trong này đúng không? Đúng rồi. À, thế tự nhiên em thấy chị liên lạc mà cách đây cả nửa tháng rồi, nhưng mà chị nói chị ở ngoài miền Bắc. Đúng rồi. Nhưng mà bất ngờ là khi mà chị mới bắt xe từ miền Bắc đi vô trong đây. Đúng rồi. À, là mình vô trong đây là gặp em là để muốn kiếm một người để san sẻ cái cuộc sống mình sau này đúng không chị? Đúng rồi. Hay chị, là mình vào đây chơi? Chị vào mục đích của chị là nhờ em chia sẻ và xem là có ai mà hợp với mình ấy, thì là để chị kiếm một bờ vai nương tựa lúc tuổi già. Thì lời đầu tiên là chị chào em này, chào tất cả khán giả trong và ngoài nước. Cho một lời chào thân mến. Bởi kính vì chúc thấy mọi người sức khỏe. Bởi vì mình thấy chị khá là có lòng các bạn. Chị đi từ ngoài miền Bắc mà đi vô tận trong này để nhờ mình chia sẻ, để hy vọng rằng là kiếm được một mảnh ghép cho mình đúng không chị? Đúng rồi. Chị cho em hỏi chị tên gì đúng không ạ? Chị là Nguyễn Thị Ngoan. Chị Ngoan. Chị năm nay là được bao nhiêu? Chị sinh ngày 26 tháng 12 năm 1972. 72. 72 là năm nay mới hơn 50 thôi đúng không chị? Rồi ạ. Rồi cho em hỏi thăm một chút cái này thì chị gia đình cuộc sống của chị hiện tại bây giờ như thế nào á? Nói chung là về quá khứ của chị á, thưa với em với tất cả mọi người là về quá khứ của chị thì nói chung là lấy làm vợ thì chị làm rồi. Nhưng mà làm cái chức và cái nghĩa vụ của người làm vợ hiền thì chị chưa được làm một ngày nào. Vì là chị thì chị chưa có đăng ký kết hôn. Lúc chị đi học thì chị có thương hai người cũng thương nhau á. Thì là đến với nhau thì chị có con, nhưng mà sau đấy thì là nói chung là chị cũng không phải là nói xấu, thì tóm lại là chị chỉ nói lại một câu là không hợp nhau, vì anh ấy là anh ấy có tính là gia trưởng cũng phu, rồi là không có trách nhiệm của một người chồng, một người cha, nên là chị phải đành ôm con. Nhà cửa chị làm hết rồi. Nhà cửa làm, nói chung là chị làm xong xuôi hết rồi, công trình cái thứ là, nhưng mà chị đành bỏ. Bỏ lại chị ôm con, chị nuôi con. Bỏ lại cho chồng luôn. Bỏ hết. Chị nuôi con thì vậy là nãy là chị nói là có nghĩa là chị có gia đình, nhưng mà thực chất là trên danh nghĩa là chưa có phải là vợ đúng không? Chưa. Là có nghĩa là chưa kết hôn. Chưa. Có nghĩa là ngày đó là chị giống kiểu là chị chỉ quen người đó và lấy người đó và không làm giấy đăng ký kết hôn. Đúng rồi. Còn bây giờ là giống kiểu nếu mà lấy ai làm giấy kết hôn mới chính thức gọi là vợ. Đúng rồi, là vì đúng là vợ. Chưa kết hôn với ai lần nào. Chưa kết hôn với ai lần nào. Đúng rồi. Và trước đó là do có yêu thương một người đó. Đúng. Nhưng rồi. Mà có làm đám cưới không chị? Có. Có làm đám cưới. Có làm đám cưới. Nhưng mỗi cái là trên danh nghĩa pháp luật là chưa phải là vợ chồng chính thức, là đúng bởi rồi. Vì là pháp luật chưa công nhận. Chưa đăng ký kết hôn thôi đúng không? Đúng rồi không? Em.
Vậy là đó giờ là chị ở vậy thôi. Chị ở vậy, chị nuôi con thì con gái chị là... Vậy là con chị chắc là chồng mang, rồi. Mang họ chị đúng không? Đúng rồi, con chị hoài chị mà. Đấy, chị có chứng minh, có giấy tờ đầy đủ. Rồi, cho em hỏi thăm một chút, đó là chị là có hai người con hả? Chị, con gái chị lấy chồng rồi. Một con trai là năm nay đang học, bắt đầu lên lớp 12. Thì con chị nó thấy cũng thương mẹ. Nên là nó bảo là thôi hè nó không về với mẹ thì ở lại để làm thêm để đỡ phụ giúp cho mẹ để lấy tiền đóng học. Rồi con gái con trai nói chung là bảo cũng giờ mẹ khổ nhiều rồi, nuôi các con mà có một thân một mình, mà mẹ đặc biệt tính của chị là không thích lăng nhăng. Bao nhiêu người đừng có ai trêu chị mà mất công. Cho nên là ở gần nhà chị á, người ta đến người ta bảo chị đi uống cà phê này, rồi con xong không chị không đi, xong cũng là vào bảo con em dâu chị á. Thế là con em dâu chị bảo khó lắm, không được đâu. Bảo vậy chị không thích lăng nhăng đâu. Có nghĩa là ở quê mình nói chung là cũng có nhiều anh là giống cũng để ý nên chị đúng rồi, nhưng mà chị không thích. Nhưng mà chị người là... thật cũng có một người kiểu lăng nhăng kiểu là qua đường á. Có nghĩa là mình không biết là người ta như thế nào đúng không? Chị không mình thích. Sợ là giống người ta quen mình thời gian là người đúng ta rồi. Bỏ. Vì vậy chị để sợ nhất là mang tiếng cho con. Mình đỡ mình nuôi con đến chừng này rồi, lúc trẻ nói chung là nói em và mọi người thông cảm là con người thôi, nếu mà là động vật thì nó cũng phải có chu kỳ mà. Nhưng mà chị, mình là con người, mình phải biết hạn chế, kiềm chế. Chị không bao giờ chị để tai tiếng cho con với bố mẹ đâu. Chị nói thật. Có nghĩa là từ lúc mà chị chia tay chồng là chị đứng ở vậy, chị nuôi con tới thời điểm bây giờ đúng là rồi. Con cái là lớn hết rồi. Đó, cho nên đúng là giờ nói chung là lúc trước là mình cũng ai chẳng muốn mình là có một người chồng đúng không chị? Đúng rồi. Nên là nhưng mà do là vì con cái mình muốn để cho con nó học hành rồi cũng muốn tốt cho con cái đúng cho nên rồi, mình không có bỏ qua luôn cái hạnh phúc của mình. Với lại chị không thích để cho bố mẹ mang tiếng bảo là con mình quen người nào người kia. Mình thằng này gạ thằng kia chị không thích. Tính chị là không thích. Thế nhưng mà nói chung là cách đây 5 năm thì chị cũng có quen một cái anh ấy. Anh là giáo viên. Nhưng mà chị thì lúc đấy thằng cu nó đang còn bé, đang còn học. Nên là chị sợ là lúc mà yêu thương thì người ta nói vậy. Thì sợ là về là con dở dang học hành. Nên là chị không dám. Nhưng mà bây giờ thì chị cũng nằm chị suy nghĩ nhiều rồi. Rồi hàng đêm chị nghĩ rất là nhiều. Nên là chị mới quyết định là giờ năm nay là con chị cũng học lớp 12 rồi. Thì dù như thế nào chị cũng chỉ cầu mong mà chị không muốn lấy gần. Lấy gần là lý do làm sao, chị chỉ sợ đổ vỡ một lần nữa. Là khổ mẹ chị, bố chị thì mất rồi. Mà khổ mẹ, mới lại khổ các em. Mới lại thiên hạ cười chê cười. Cho nên là càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt. Rồi nhà cửa ở quê thì sao chị? Ở quê mình á? Quê mình thì phải khác huyện. Không, có nghĩa là ý em nói là bây giờ, ví dụ như bây giờ mình lấy chồng ở xa thì nhà cửa ở quê thứ mình bỏ cho... Không, nhà cửa chị chưa có nhà riêng em. Chị làm sao mà chị có thể làm nhà được. Em nghĩ xem, chị một tay nuôi con mà chị về chị ở với chung với em trai này, em dâu này. Ở nhà cha mẹ đúng không? Ở nhà cha mẹ. Chị ở cùng với em dâu, em trai chị mà. Thì bây giờ là em trai em dâu ở nhà là cũng kinh doanh là quán nét với lại bia. Thì chị là... ở nhà là chị dạy học cho 7 đứa trẻ con. Cả cháu, cả con nhà hàng xóm. Là dạy thêm. Chị dạy, nói chung là mình chỉ bỏ công muốn cho các con, các cháu khỏi khổ thôi. Chị kể cả trẻ con ngoài vậy. Với vậy chị làm giáo viên vậy. Hả? Không, chị học nhưng mà chị không có bằng. Rồi ngành y chị cũng học, bố chị bên làm bên y mà. Nhưng mà chị không có bằng. Chị văn hóa nghệ thuật chị cũng học. Nhưng mà không có kết quả sư phạm. Văn hóa nghệ thuật chắc là hát hay lắm này. Hát được. Nhưng mà hôm nay đang khăn cổ này. Hôm nay đang hát nhạc cổ. Chị á, chị hát được. Nhạc vàng. Dân ca quân họ. Rồi nói chung là cái gì là chèo chị cũng hát được. Lúc chị đi thi là chị hát chèo đấy. Vậy á. Vậy là chứng tỏ là chị ngày xưa ăn học là cũng nhiều. Nhưng mà do là chắc là do vừa vướng bận gia đình. Chắc đó là số phận sao mà. Cho nên bắt đầu là những cái mà chị học là chưa học được hết hẳn đúng không? Đúng rồi. Chưa chị công. Tự chị bỏ đó. Tự chị bỏ hả? Chị cứ đứng núi này trông núi nọ đây. Mà lúc đấy bố mẹ bố chị lúc đấy lương nó thấp lắm. Mà lại bị bệnh dạ dày nên là chị cố gắng chị học, chị thích học lắm. Nhưng mà các em chị thì lại không học. Có mình chị học.
chị khó khăn bao nhiêu, chưa có tiền đóng chị cũng cứ đi đó. Thầy giáo nói kệ, cứ đi. Cho nên là chị mới học được đấy. Là thường có cái vụ là ví dụ như đi học là bị cô giáo nhắc nhở tiền đúng học rồi ấy. Đóng tiền học tiền đóng. Cho nên bây giờ chị thấy trẻ con đứa nào mà không học được là chị cũng cứ muốn kèm cho nó học. Có nghĩa là kể cả người con nhà hàng xóm vậy. Có nghĩa là bây giờ là chị ở quê ấy, ai cho chị cái gì thì cho thôi chứ chị không phải là lấy tiền đâu. Có nghĩa là ở quê ấy là chị bây giờ là ngoài phụ quán pizza mấy cả quán nét ra cho em ra thì chị có thể là lối lại là chị dạy thêm cho mấy đứa không, nhỏ chiều kể cả ban ngày. Nhưng mà thường là tối và buổi chiều. Là kèm cho mấy đứa nhỏ học đúng không? Đúng lớp rồi. Mấy chị? Từ lớp 1 đến lớp 5 là chị dạy được. Nhưng mà cấp 2 thì ví dụ như lớp 6 thì còn tạm chứ lớp 8, lớp 9 thì nhiều cái chỉ chịu thôi, nhớ cơ bản thôi. Nếu mà người ta mà dạy liên tục hoặc là người ta được học nọ kia thứ thì người ta dạy được cao hơn. Còn mình do là mình chỉ học đến đấy là mình bỏ cho nên đúng mình rồi, dạy đúng được rồi. Lớp 5, lớp 6 là được rồi. Đúng rồi, lớp 5 chủ yếu là cấp 1. Chị cho em hỏi thăm một chút về chuyện giữa chị và chồng chị là chia tay bao lâu rồi? Chị từ cái lúc mà có bầu thằng cu mà cho đến bây giờ mà thằng cu nhà chị năm nay là gần 18 tuổi. Sinh năm 2006. Đáng nhẽ năm nay là con vào đại học. Nhưng mà vì một năm trục trặc nên là con chị bảo lưu lại thì mới rớt lại chứ cái không năm nay là thi đại học đấy. Vậy là có nghĩa là lúc cu lớn lên là lớp mấy tuổi thì chia tay? Chị có bầu là có bầu chị là chia tay mà. Tại chị bỏ, chị phải ôm con, chị đi không sợ con khổ mà. Phải á. Vậy là có nghĩa là chị đang có bầu đứa thứ hai. Đúng là rồi. Cu con trai chị năm nay là học lớp 12. Tính ra là năm nay học lớp đại học là tính ra nó 18 tuổi rồi. Đúng không? Đúng rồi. Là có nghĩa là lúc đó là gia đình là gặp mà giống kiểu là vợ chồng lục đục với nhau. Rồi bắt đầu là chị... viết một cái giấy xong rồi chị để lại hết nhà, toàn bộ nhà cửa có cái gì chị để lại sạch, ôm mỗi mình con đi thôi. Ôm mỗi hai đứa con đi thôi. Ôm con, chị nói thật chứ dù có 3, 4, 5 đứa thì chị cũng phải lấy bằng hết. Chị chỉ cần con, chỉ cần con thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi cho em hỏi là lúc mà thời điểm mà sống chung với chồng được bao nhiêu năm chị? Chị sống chung là từ năm được mười mấy năm chị được cũng mấy nhớ năm. Rõ. Rồi lúc đó mình đã gây dựng được cái nhà cửa. Nhà cửa có hết đầy rồi. Đầy đủ hết rồi. Có đầy cửa hết rồi mà mình bỏ hết mình đi luôn. Bỏ hết. Bởi vì người ta ác lắm đây này, người ta đá chị vào mắt này, đây này cái móng chân này em thấy không? Chị có thể xóa được nhưng mà chị không xóa, chị phải để làm cái kỷ niệm để cho con chị nó biết. Đây là đá là cả do... chân vào đây. Em tính một người chồng mà không có trách nhiệm nghĩa vụ nhá, uống rượu này, đánh lô đánh đề này. Rồi đánh vợ đánh con này, không cho chị đi sinh hoạt phụ nữ này, không cho con đi tập thiếu nhi này. Thì em bảo làm sao? Con chị nó cũng phải tuổi thân chứ. Nhưng mà thằng cu thì nó nhỏ nó không nhớ nhưng mà con chị là nhớ. Lúc đấy chị con chị chắc mấy tuổi chị? Chị năm đấy hơn 10 tuổi em còn. Nó biết hết mà giờ nó kể lại được mà. Những cái hôm mà đánh chị nó kể lại được hết ạ. Nó bảo là nói chung là mới chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi chứ còn chưa được pháp luật công nhận. Chưa. Nhưng mà do là anh ấy là sống chung nhưng mà không có trách nhiệm đúng không? Không. Cho nên bắt đầu chị mới thấy là nếu mà sống như vậy thì con cái mình nó khổ. Sau đó là chị mới quyết định là chị ôm hai đứa con và bỏ hết tất cả tài sản lại. Con con nó kiểu là nó giống như là cái kiểu là con bé nó giống kiểu là người trầm cảm á. Mà nó thấy nó giờ nó kể nó bảo là thấy bố đánh mẹ nhưng mà con thương mẹ nhưng mà không biết làm sao, con sợ nép vào con cánh cửa. Đúng rồi, nó kể vậy á. Chị tưởng nó không nhớ mà nó nhớ em ạ. Xong rồi là chị ôm con đi rồi từ đấy là làm nuôi con. Nói chung ai trêu ghẹo ai muốn nói năng gì hay là trêu ghẹo hay là đến này kia chị cũng không tới thời điểm bây giờ. Từ lúc mà chị chia tay với chồng đến bây giờ là được bao nhiêu năm? 18 năm hả? 18 năm. Và 18 năm qua là chị chỉ lo đi làm kiếm tiền nuôi cho con thôi. Làm gì chị cũng làm được. Làm gì cũng làm chứ không kinh có... doanh chị cũng kinh doanh được. Bởi vì chị có học kế toán. Nếu vậy là sở trường của chị là chính xác là kế toán đúng không? Nghề nghiệp của chị là kế toán đúng không? Cho nên là hôm nay gặp chị thì thấy chị cũng khá là hiền lành này, dễ thương này. Đó, chị mà trong khi đó là nghề nghiệp chính là kế toán. Thì bây giờ cho em hỏi nhưng mà chị có làm đâu? Nhưng mà mình chị biết đi làm nghề tự do mà. Mình biết nghiệp vụ kế toán và mình có đi kinh doanh buôn bán rồi. Thì đúng, coi như là
chị thích nhất là kinh doanh bên buôn bán, nhưng mà đồng ruộng chị cũng làm được. Nói chung là cái gì làm kể cả đi, đi nhặt ve chai chị cũng đi được. Không có chê một nghề nào. Miễn làm sao mà mình có tiền mình nuôi con, mình mua cho con hộp sữa là được. Nói chung là 18 năm nay mình vì con vì cái, đúng không? Đúng rồi, lo cho con cái. Mình đã trải qua tất cả các cái công việc từ khó nhọc cho đến những cái công việc mà khổ cực, mình đã trải qua hết rồi. Đúng rồi, chị trải qua hết rồi. Nhưng mà hôm nay là chia sẻ lên để cho mọi người biết là chị làm về nghề kế toán thì ví dụ như về kinh doanh buôn bán hay là anh nào mà có, nói chung là tính nhẩm thì nhanh á. Ví dụ như thế là không không loạt được một đồng nào. Có nghĩa là anh nào mà ví dụ như đang kinh doanh buôn bán mà không cần người về để trợ giúp như thế này thì là quá hợp lý luôn này, đúng không? Rồi chị cho em hỏi thăm này, khi mà mình quyết định mà lên cái chương trình kiếm bạn đời như thế này á, thì chị có bàn với con cái chị không? Có. Em dâu chị cũng bảo ước xem ở trên kênh á, các kênh nhưng mà toàn là người nói tiếng miền Nam. Nên là chị ngại mà hôm mà chị lướt Facebook chị thấy là chị bảo em dâu chị là ôi em ơi, đây đây có một chú này nói tiếng miền Bắc này. Thế là bảo là kể mà chị mà mạnh dạn á là cái kênh của cái người nào ta. Có cái anh đấy. Thế là chị có bàn với gia đình rồi đúng không? Có cái anh đấy thì bắt đầu là con em bảo kể mà chị mà hợp được, chị hợp với anh này lắm. Nhưng mà chị ngại lắm, kênh với tiếng miền Nam chị ngại rồi. May mà em có em nói tiếng Bắc. Khi mà chị nói là chị muốn lên chương trình để chị kiếm kiếm chồng á, thì hai đứa con chị nó nói gì ra? Nó bảo là giờ em chị mong, tại công việc chị đừng cứ xưng em rồi. Bảo là em chị mong làm sao mà có ai thương mẹ để cho mẹ khỏi khổ. Bây giờ em cũng lớn rồi mà em đang đi học mà Tết nhiều khi ngày lễ em trả về được với mẹ, em thương mẹ. Còn gái thì nó bảo là giờ chị ước mong làm sao mà có một người nào mà thương mẹ thật sự. Đừng bao giờ đánh mẹ giống như bố. Thương yêu mẹ là để mẹ lấy nơi nương tựa. Giờ con ví dụ mẹ có ốm thì con có về thì con cũng không ở hẳn được. Đúng rồi. Nên là giờ cầu mong trời Phật ban cho mẹ được một người thương mẹ thật sự. Thế là chị chăm sóc mẹ suốt cuộc đời còn lại, đúng không? Đúng rồi. Thế là chị mới bảo nhưng mà nhỡ may không trọn vẹn rồi lại buồn cho các con. Thế là bà nó bảo là nó có nơi đùa con gái em bảo là ông cũng là số phận. Cứ mạnh dạn lên. Có nghĩa là con cái của chị bây giờ là nó khuyến khích chị đi kiếm một một người. Đúng rồi. Để giống kiểu là về sau này có ông có bà hủy với nhau. Chứ con cái thì nó có gia đình riêng rồi, bắt đầu đi làm ăn xa rồi nó khi không có ai ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ thì nó cũng thương, đúng không? Đúng rồi. Như vậy là con cái như vậy là khá là tâm lý đó. Em thấy không, là con chị thì chị tròn nghĩa vụ với nó nên nó thương chị lắm. Dạ. Nói chung là 18 năm qua nói chung là có anh nào mà cảm thấy mà thương em thì về quê em mà tìm hiểu về em rồi biết con người của em. Em thì thứ nhất là em không thích chuyện trò liên thi, là em không thích. Thứ hai là không thích nói xấu người khác. Rồi thứ ba là cái cốt quan trọng nhất là mình phải thật thà. Đấy. Mới lại mình sống là chị đi chỗ nào chị cũng mong là đừng có để mang tai mang tiếng. Vậy thôi. Chứ chị không mơ ước điều vậy là nói không? Về chung là về phần con cái thì là con cái là ok hết rồi. Có nghĩa là con cái bây giờ là khuyến khích mẹ mạnh dạn kiếm một người nào đó. Kể cả mẹ chị cũng mong nữa. Ra gia đình cũng trong mong đúng không? Rồi. Em dâu chị cũng mong. Chị nói chung là anh nào mà thương được em thì cứ về quê nhà em. Và về gia đình em thì sẽ biết được là em là người thế nào. Đấy. Vì là em ở lại mà ở với em dâu. Đấy, hai em dâu em thì nói chung là nó thương, nó mến em lắm. Bởi vì là em là chị thì em cũng phải làm chọn bổn phận làm chị thì các em nó lại cũng mới thương. Còn các cháu thì nói chung là khỏi chê rồi. Các cháu bây giờ con nói vậy chứ con thì đứa thì lấy chồng, đứa thì đi học nhưng mà cháu ở nhà nó bám chị như là người mẹ. Hôm vừa rồi chị dẫn nó đi xe mà người ta cứ tưởng là con chị á. Không ai cho con là con người khác đâu. Mẹ nó thậm chí nó cứ theo chị á. Ăn ngủ học hành. Bây giờ cho em hỏi thăm một chút á, thì bây giờ là nếu mà chị muốn mà kiếm một mảnh ghép á thì chị muốn lấy một người ở khu vực nào, ví dụ như trong cả nước luôn hay là như ở khu vực nào nhất định? Nói chung là chị không quan trọng vùng miền, dân tộc cũng được, rồi là nước ngoài cũng được, hay là miền Bắc, miền Nam, nói chung là vùng núi xa xôi cũng được, miễn là người đó là
có một tấm chân tình. Yeah. Và điều mong nhất là khi mà đến được với nhau là chị mong là anh mà lấy em thì anh phải làm chọn bổn phận làm chồng. Yeah. Để cho em thể hiện được cái bản chất của người vợ. Yeah. Em làm chọn bổn phận người vợ. Vậy yeah. thôi. Còn hy vọng mà nếu mà có con trai con mẹ thì càng tốt. Ừ. Đông anh đang đông em càng tốt. À, đấy. Có nghĩa là mình muốn là được giống kiểu là làm chị dâu. Thích, đấy chỉ thích hòa nhập với mọi à. Người. À. Chị không thích riêng biệt. Ừ. Để mỗi khi mình có gì còn có anh, có em, có bố, có mẹ. Dạ. Theo như nói chung là theo em nhìn nhận đó thì chị đây là giống kiểu là nói sao cho mọi người hiểu là có nghĩa là nhìn hình em gọi là em nhìn thôi nha, là em đoán được chị là giống kiểu cũng gia đình là có nghĩa là nề nếp rồi gia giáo chứ không phải là những cái người mà tào lao. Không, nhà chị thì cũng gia giáo thì bố mẹ chị thì cũng nói chung cũng có học cũng có ngành nghề, nhưng mà gia giáo thì không gia giáo, nhưng mà nói chung là sống cũng biết nề nếp. Dạ, yeah, biết trước, biết sau, biết nề đấy, nếp đúng không? Có trên, có dưới. Yeah. Con thì biết nghe lời bố mẹ. Yeah. Anh, chị em thì, chị là chị cả này, trong gia đình này. Yeah. Nhưng mà cái em chị, hai em trai á. À. Rồi em dâu á. Yeah. Cái gì thì nó cũng quý và nó cũng, nói chung là mình làm chị thì mình phải nói làm sao cái em nó mới nghe chứ. Dạ, yeah, đúng rồi, mình phải ở, sắp như thế nào. Em nghĩ xem nếu mà như chị mà sống không chuẩn mực thì không bao giờ sống được với hai đứa em dâu. Dạ, yeah, đúng rồi. Mà để cho nó thương chị đến như vậy. Dạ. Yeah. Nếu anh nào thương em thì cứ về nhà em sẽ biết hai đứa em dâu. Đúng. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi bây giờ ví dụ như mình có sẵn sàng mình về vào miền Nam này hay là về miền Tây mình làm dâu không chị? Ôi chị đi chỗ nào chị cũng đi mà. Yeah. Miễn là cứ thương chị thật lòng mà làm tròn cái bổn phận của người chồng. Dạ. Yeah. Nói chung có là trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với vợ. Chỉ cần một người chồng yêu thương vợ con này. Đấy. Rồi biết trên, biết dưới, biết anh, biết em này. Đúng rồi. Rồi chỉ cần yêu thương vợ hết lòng là được rồi. Chứ không có vũ phu. Đúng rồi, phu và hay chị cũng có... phải đáp lại chứ. Dạ, đúng rồi. Đâu, chị đâu phải là người không biết đâu. Dạ. Chị đã nói là chị chưa được làm trọn cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của một người vợ hiền. Ồ. Đấy. Dạ. Cho nên giờ độ tuổi cũng cao rồi, nhưng mà chị hy vọng là mong anh nào đó mà thương chị. Chị sẽ làm hết nghĩa vụ của một người vợ hiền. Yeah. Mà kể cả anh đấy có con. Yeah. Bây giờ giả sử như người ta có con là người ta về ở chung với mình được không chị? Ở chung thì nếu về nhà chị thì phải xác định là ở chung với một gia đình nhà chị, chứ chị không có nhà. Không, chị. Ý là bây giờ là ví dụ như thế là bây giờ về ở chung đó thì chị cũng ok rồi đúng không? Nhưng mà okay. Nếu bây giờ chị là người ngoài miền Bắc rồi chị vào miền Nam chị làm dâu, nhưng mà người ta có một hai đứa con thì chị có chấp nhận không? Có. Ừ, có nghĩa là con chồng cũng như con mình đúng không? Nói chung là kể hàng xóm hay là chị đi đường mà chị thấy đứa trẻ con nó nhiều lúc mà chị bảo đúng là kể mà lạy trời lạy Phật đó, chị không bao giờ chị nuôi sai. Nếu mà chị mà có thì chị sẵn sàng đưa cái đứa bé nó về chị nuôi. À. Chị thương lắm em ạ. Dạ. Chị không bao giờ chị mua sổ số này kia đâu, nhưng mà chị thấy trẻ con với lại người già mà đi ấy là thôi thì bớt ra tí thức ăn. Yeah. Mình mua. Nói chung là mình có tấm lòng cũng thương con nít nọ kia, cho nên về cái vấn đề mà người chồng già mình, cũng vậy. Chồng mình mà nhưng mà gian dối với chị là chị ghét lắm. Dạ. Yeah. Có nghĩa là chị sẵn sàng là có nghĩa là chấp nhận là người chồng đã có con cái bình thường về vẫn đúng như rồi. Coi như con mình luôn. Đúng rồi. Oh. Mong làm sao để con anh ấy thương mình chứ. Yeah. Mà mình có thương con thì con nó mới thương mình chứ em. Dạ yeah, đúng rồi. Mình không thương con thì làm sao mà con nó rồi thương mình chồng được. Chồng nhiều khi mình cũng mong sao cho ví dụ như thế là mình thương chồng thì mình phải thương con để cho người ta, còn chứ không lẽ giờ người ta bỏ con nó đâu được chứ, đúng không? Chứ hôm sau mình với chồng già đi hoạn nạn nhờ ai. Yeah. Mà lại không thương ừ. con. Nếu như mình thương con chồng thì về sau biết đâu già cả nó vẫn thương lại mình, nó vẫn chăm sóc thương mình, là cái chắc luôn như chứ chị khẳng định ấy, nếu như mà như chả bao giờ mà ít có trường hợp mà mình thương nó mà nó phụ ơn mình lắm em ạ. Chị có ngại cái vấn đề mà con anh con tôi hay là như nào không? Không. Dạ. Chị lại thích ấy. Thật. Dạ, nếu như mà một người phụ nữ biết vun vén nào kia, biết thương yêu thương gia đình chồng hay là biết chấp nhận tất cả thì em nghĩ là mình không phụ người ta thì chắc chắn người ta không phụ mình đâu đúng không? Đúng rồi, chị nghĩ là luật đời nó như vậy mà. Dạ. Mình bây giờ mình về mình làm người gì ghẻ đi, mình không thương, không đùm bọc con, ví dụ con đang còn bé, con lớn thì mình có thể trông cháu cho con đi làm. Dạ. Đúng không? Dạ. Nếu anh ấy có cháu thì mình có thể trông cháu này. Dạ. Rồi mình tốt với cháu thì cháu nó giới thiệu mình chứ. Làm yeah. sao mà mình không tốt với cháu mà cháu nó thiểu được. Yeah. Đúng không? Em nghĩ xem.
Nói chung là sống trước đổ đầu, sống sau đổ đó. Thì mình có nghĩa mình tốt với con thì về sau nó con nó tốt với mình. Đúng rồi, đúng kể không? Cả cháu kể vậy. Cả nó không có lo cho mình nhưng mà nó cũng thương mình. Hoặc là nó cũng thương. Có một phần nào nó kính trọng mình. Đúng rồi, ừ. Mình không thương không ấy chứ nó. Nói chung là con nhỏ thì chị cũng chăm được. Yeah. Mà làm gì chị cũng làm được. Một tay 18 năm trước để nuôi hai đứa con lớn thành công. Bây giờ nuôi thêm mấy đứa đâu có sao đúng không? Chả sao. Yeah. Nuôi chăm nuôi là chuyện bình thường thôi. Yeah. Người ta đang còn có kinh tế điều kiện, người ta đang còn đi xin con về để người ta nuôi những mảnh đời cơ nhỡ đây. Yeah. Chị thấy như vậy chị thích lắm nha. Dạ, vậy là có nghĩa là bây giờ là tất cả các cái vùng miền trong đất nước Việt Nam này, miễn làm sao mà cái người đàn ông mà chị muốn tìm mảnh ghép đó, mà miễn làm sao yêu thương gia đình, yêu thương vợ con là được, đúng không? Đúng rồi. Chứ không yêu cầu là bất cứ một người nào hay là cấp bậc như thế nào luôn. Nói chung là không phải miền núi, dù là miền núi xa xôi hoặc là dân tộc này, dân tộc kia, chị không phân biệt. Dạ. Cái nước ngoài chị không phân biệt. Dạ. Chị trong chỉ nước, cần ngoài nước hay đấy, là bất hiểu cứ và thông cảm cho chị và... dìu, nói chung là dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dạ. Nói rồi chung là có ông yêu... ốm thì có bà dạ. ốm thì có ông, múc cho nhau ngậm nước. Dạ. Vậy hoặc là trẻ chăm cha, bà chăm ông ấy, đúng ông rồi chăm dạ. bà đấy đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi con cái thì nó có cuộc sống riêng của nó có anh em thì có bổn phận của anh em. Quay sang đây xíu chị. Anh em thì nó có chị đứng quay mặt sang đây xíu. Có nghĩa là anh em thì bây giờ là nó có cuộc sống riêng của nó, con cái thì nó có cuộc sống riêng của nó đúng không? Cho nên là bây giờ mình cứ kiếm người về để thứ nhất là bầu bạn này, rồi và chia sẻ an ủi lấy nhau, ốm đau bệnh tật thì có nhau đúng không? Đúng rồi ạ. À, chị có yêu cầu cái người đó là phải có nhà cửa hay như nào không? Không, chị không yêu cầu. À. Nếu mà có thì là em về nhà anh thì càng tốt, mà không thì anh muốn về nhà em thì anh phải ở chung với nhà em. Ừ, thì nói chung bởi là sao cũng được ấy. Em ở được thì anh cũng phải ở được. Vậy thôi, đã thương nhau mà. Có nghĩa là không quan trọng là người đó là giàu có hay như thế nào hết. Nhà tranh vách rất thông thường, nhưng mà quan trọng nhất là thương em thì phải thương cho trọn vẹn. Chứ đừng để em dở dang một lần nữa thì chắc em khổ. Em có nước là cào đầu vào chùa thôi. Nương tựa, chị nói thật. Mình bị một lần rồi cho nên giờ mình cũng ái ngại đúng không chị? Đúng, sợ. Yeah. Mà nhiều hôm, nhiều lần chị thấy chị theo dõi mấy cái kênh kia lâu rồi nhưng mà chị cũng dám. Yeah. Tại vì thứ nhất là... cộng đồng này, thứ hai là nói chung là mình mấy... cái tuổi này rồi mà mình lên mình chiếm mảnh dép thì nhiều khi người ta cũng nói ra nói vô ngại, mình cũng ngại đúng không? Thật sự chắc là... em nghĩ là chị cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm này, chị mới dám lên đây đúng không? Đúng thật. À. Chị theo dõi mấy năm rồi đấy. Dạ. Hai rồi... năm mấy cái kênh kia, nhưng mà kênh của em là chị mới biết. Dạ. Chị mà em thì là người Bắc, giọng dạ. Bắc chị mới ra. Nha. À, bây giờ mình muốn kiếm một người chồng như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không? Có nghĩa là tên, ví dụ như tuổi này rồi cao hay là như thế nào đó. Ngoại hình. Không, nói chung là chị chỉ có mỗi cái là nếu là chồng thì đừng thấp hơn chị vậy thôi. Ừ. Nhưng mà tuổi tác? Tuổi thì ngang bằng hoặc là hơn càng nhiều càng tốt. Hơn càng nhiều càng tốt hả? Hơn càng nhiều càng tốt, 70 cũng được. 70 cũng được luôn đó hả? Miễn là thương chị. À, có nghĩa là chị... Và... thấp hơn được không chị? Thấp hơn hoặc bằng một chút. Được. Thấp hơn một chút thì được. Nhưng mà thấp ví dụ như bây giờ chị năm 53 thì bây giờ có người khoảng 45 được không? Cũng ngại, người ta sợ bảo là vợ già chồng trẻ ngại. Nhưng mà anh đấy mà nhiệt tình thì cũng chấp nhận được. Cũng chấp tạm tạm. Dạ, nhưng mà ưu tiên là những anh nào bằng tuổi hoặc là trên tuổi đúng không? Trên tuổi à. Càng nhiều càng tốt. Đấy. Vậy là bây giờ là chỉ cần một người chồng ngang ngang với mình, chiều cao là ngang ngang với mình. Đấy. Tuổi thì tầm cũng ngang ngang với mình hoặc hơn. Còn nếu mà trường hợp đặc biệt hơn mà... càng nhiều càng tốt. À, 70 cũng được. 70 cũng được. 70, 60, 55 gì đấy. Có 70 về sau đẻ được. Nhưng mà miễn làm sao á là phải làm cho đúng đạo làm chồng, mà đừng có bỏ em giữa đường. À. Nếu mà bỏ em giữa đường lần này là em chỉ có vào chùa, em nói thật. Chị thề với Tiến, danh dự với Tiến ấy. Yeah. Nếu mà lần này mà đứt quãng nên là chị nói thật là chị cũng... gia đình chị với con chị là không biết được đâu. Yeah. Chị vào chùa luôn á. À. Thôi bình thường mà chị, ví dụ như cái chuyện cuộc sống thì mấy tết là mình muốn như vậy thì mình phải tìm hiểu kỹ một chút xíu. Để cho mình khỏi phải ví dụ như đứt gánh giữa đường nữa. Nhưng mà tính là từ hồi đó chị đâu đó làm vợ hợp pháp đâu mà lo. Ừ. Chưa, bây chưa giờ mà. Giả sử như bây giờ cái người đàn ông ấy đồng ý, chị có giấy đồng thân mà. Dạ dạ em có xem rồi. À, có nghĩa là bây giờ cái người đàn ông ấy nếu như người ta chịu lấy chị thì chị có tính là làm kết hôn với người ta không?
Có chứ. Lấy ai là phải kết hôn chứ. Phải cho chị kết hôn một lần chứ. Không nhẽ chị cứ đi ở nhà. Rồi bây giờ mình có muốn là ví dụ như khi mà hai người đồng ý với nhau rồi, quen biết nhau rồi, thì mình có muốn là mặc áo của dâu không? Ví dụ có muốn làm đám cưới không? Thì đấy là chị cho cái người nào mà thương chị thì cho người đấy lựa chọn. À, có nghĩa là người đấy theo, tự quyết định đúng theo không? Theo chồng. À, vậy có nghĩa là chồng muốn ví dụ như mặc cho vợ mặc áo của dâu thì mặc. Còn nếu mà không thì không thì thôi, về cái đăng ký kết hôn ở với nhau thôi hả? Đấy. Đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản thôi. Mình phụ nữ mình mới có quyền để hỏi chút xíu chứ. Thôi không cần em. Không cần. Đòi hỏi cao sang làm gì, rồi đến lúc rồi về được ngày 1, ngày 2 rồi này kia mệt lắm. Nói chung là giờ chủ yếu là chị chỉ muốn một người lấy về đùm bọc lẫn nhau để sống, để có trách nhiệm với chị. Có trách nhiệm với nhau. Chị rồi, có trách nhiệm lại. Rồi cùng nhau sống hạnh phúc. Hai người có nghĩa vụ với nhau. Chứ khi chị không có cần bất cứ một cái gì cao sang hay quyền quý không, hay là người đó phải có giàu có, hay là người đó phải có tài sản, hay là người đó phải như thế nào hết. Đúng rồi. Có nghĩa tất cả là thực sự là thấy chị chia sẻ là rất chi là giản dị bình thường, chứ không có bất cứ một cái gì nó hơi quá đáng đúng không chị? Và đặc biệt là đừng có gian dối với chị. Mà chị không thích người gian dối. Ở trong nhà mà có một người mà gian dối nó khó lắm em ạ. Dạ. Mình sống mình cứ thật tâm. Thì trời Phật sẽ phù hộ cho mình. Dạ. Còn mình gian dối trước sau mình cũng gặp người gian dối thôi. Đúng rồi. Đừng có gian dối. Là mình mà không thật với người ta thì sẽ gặp lại cái người không thật với mình, đúng không? Rồi bây giờ là nếu như mà người ta đồng ý là chị muốn về làm dâu là chị vẫn ok đúng không? Đúng rồi em. Bây giờ này, ví dụ như bây giờ mình vào trong miền Nam đây mình làm dâu thì gia đình liệu có nói gì không? Thì cũng buồn là vì là xa thôi. Nhưng mà đi kiểu gì bây giờ phương tiện nó đi trong ngày là về được mấy em. À, hôm nay mai là có mặt ở nhà rồi. Có nghĩa là bây giờ là giống như là mình muốn về thăm gia đình thì bình thường thôi đúng không? Bình thường cho thôi. Cho nên là vào miền Tây. Miễn là vợ chồng thuận hòa thôi. Không quan trọng. Thực sự là khi mà chia sẻ cùng với chị ấy, thì em thấy chị cũng khá là thật lòng, cũng như khá là thật thà, cho nên chắc em phải lựa chọn làm sao kỹ cho chị một chút xíu để kiếm một cái ông nào đấy giống kiểu là cũng phải hiền lành này, không ăn nhậu này, biết lo ăn lo làm này, rồi nói chung là cái nhất cái đó là chị không yêu cầu, nhưng mà khi em thấy chị thực sự là chia sẻ đừng ra trưởng chân thành với chị được thì em cũng muốn là kiếm làm sao để cho chị kiếm được một người để bầu bạn với chị cả đời. Hy vọng là sẽ kiếm được em một người tốt đó. Thực sự là khi mà thấy một người thật thà như chị mà lên chia sẻ như vậy thì em cũng khá là quý. À, cho nên cảm ơn Tiến nhiều lắm. Mặc dù là chị không có đòi hỏi bất cứ một cái gì về cái vấn đề mà ví dụ như của cái tài sản đẹp trai xấu trai hay là tuổi tác, nó không chị không yêu cầu bất cứ một cái gì. Nói chung là giờ chị chỉ cần một người là yêu thương mình thôi. Đúng rồi em. Thì bây giờ nếu như giả sử như có người thì chị có muốn là ví dụ như quen nhau khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới được khi nào mà mình cảm thấy đủ để yêu, để thương và đủ để cần nhau. Vì nhau. Đấy, không kể được bao nhiêu bây đâu. Bây giờ theo như chị thì chị có muốn là ví dụ chia sẻ số điện thoại để cho ai muốn liên hệ, hay là chị muốn để cho em ví dụ như thế là người ta liên hệ rồi em xem người nào được thì em gửi số qua cho chị nói chuyện. Đấy, chị gửi số điện thoại cho em. Gửi số cho em rồi bắt đầu là khi mà em xem có người nào hợp lý thì em gửi cho chị ha. Đúng rồi. Xem có anh nào mà anh ấy cảm thấy mà thương tính tình của chị là như vậy. Thẳng thắn như vậy và con người của chị như vậy. Thì anh nào mà thương được chị thì liên hệ với em. Dạ, liên hệ với em thì em sẽ cho số điện thoại cho chị và hai người sẽ nói chuyện với nhau ha. Rồi khi nào mà giống kiểu là hai người mà ví dụ như tiến tới thì có thể là cho em biết để em tới em chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Rồi bây giờ là chị vào trong đấy ở được lâu không chị? Chị chắc là chị chuẩn chỉ mong gặp em để chị về thôi. À, có nghĩa là vào đây chỉ gặp em xong là đi về ngoài kia. Còn khi nào có tin thì ra ngoài đó thì lúc đó mình mới tìm hiểu nói chuyện nữa được thì mình vô tiếp à? Vậy hai người tự bàn đi. À, hai người tự bàn. Nếu mà đã liên hệ được với nhau thì hai người tự bàn, tự sắp xếp. Thì ví dụ như anh ra ngoài em hay em vào ngoài thì cũng là hai đúng người rồi tự quyết định ha. Biết rồi, biết đâu cùng quê sao. Mà biết đâu là cùng quê là hỏi mất công đi xa đúng không? Đúng rồi. À, vậy là quê chị là gốc ngoài Thanh Hóa. Thanh Hóa. À. Nói thẳng với em là chị cũng nhiều lúc chị cũng dị nghị bảo người Thanh Hóa đi chỗ nào người ta cũng mang tiếng. Mà bây giờ chị đấu tranh tư tưởng, chị bảo là đâu có phải mình cũng phải mạnh dạn lên chứ, rồi mình cứ để mang tiếng là ở đâu thì ở cũng phải có người tốt người xấu chứ. Đúng đâu rồi. Có phải toàn bộ người Thanh Hóa là xấu đâu. Đúng không? Hay toàn bộ người Nghệ An là xấu đâu.
Nói chung là ở vùng nào thì cũng có người tốt, người xấu. Đúng rồi, kể cả nước ngoài cũng vậy. Đúng rồi, ở đâu cũng vậy. Ở đâu cũng vậy thôi. Nếu người ta không người xấu thì ở bên nước ngoài đâu có trộm cắp hay đâu có... Đúng rồi, đâu có... bắn giết nhau đấy thôi. Đâu có những cái chuyện gì xảy ra. Nói chung là vùng miền nào á thì cũng có người này người kia. Đúng rồi. Đó, không phải ai cũng giống như ai. Đúng rồi. Đó, thì nói chung là trên quan điểm là mình không có phân biệt về bất kỳ một cái vùng miền nào hết. Chỉ không phân biệt, dạ. Dân tộc cũng được. Dạ, nói chung là ở đâu thì cũng có người này người kia thôi. Cho nên là... nhưng mà trên không gian mạng thì nhiều khi có người họ vẫn nó để kỳ thị nọ kia. Thì mình đúng nói rồi, chung chị cũng kệ ngại người ta. Điều cho nên là cũng... Nhưng mà cũng mong là những ai mà không nằm trong cái hoàn cảnh cô đơn á, yeah, thì cũng thông cảm và cũng đừng nói lời cái đắng này kia. Nói chung là thật sự đó, em chia từ khi em chia sẻ về cái vấn đề mà kết nối này này thì nói chung là em biết và gặp rất chi là nhiều những người mà ví dụ như muốn tìm một nửa yêu thương, do thứ nhất là vì một cái vấn đề cá nhân riêng tư của người ta là không ở được với gia đình, không cùng nhau sinh sống được với vợ của người ta hoặc chồng người ta. Người ta rất muốn lên trên mạng đây để tìm kiếm một mảnh ghép của mình. Nhưng thứ nhất là người ta ngại, cái thứ hai nữa là do những cái lời nói của những người thì họ không nằm trong hoàn cảnh đó, họ lên họ nói thế này nói thế kia, cho nên ngại mà. Cho nên là nhiều người á là sẽ rất chi là ngại và không muốn ghi hình. Thực sự để mà một người mà lên hình như chị như vậy á, để mà chia sẻ về cái quan điểm của mình hay là chia sẻ để kiếm một người chồng tương lai của mình như này là rất chi là hiếm, và không phải ai cũng đủ can đảm để làm như vậy đâu. Và theo đấu tranh tư tưởng mãi đấy. Dạ, theo như em nhìn thấy thì cái vấn đề mà ví dụ như lên mình không có chồng thì mình muốn kiếm một cái hạnh phúc hay muốn kiếm một mảnh ghép cho mình, cái lý do này nó thực sự là không phải là một cái lý do gì nó ghê gớm cả, nó chỉ là một cái lý do chính đáng bình thường thôi. Cho nên là không có gì mà phải ngại cả. Cho nên là không những chị này, rồi những người khác thì những cô chú anh chị khác thì những ai mà muốn có mảnh ghép thì cứ mạnh dạn lên. Mình cứ sống cho mình lên mà, đúng không? Các chị ạ, hay là các em ạ, mình cùng hoàn cảnh cô đơn thì mình mới hiểu và biết được nhau, với hiểu được nhau. Nên là nếu ai mà trong cái hoàn cảnh mà cũng cô đơn như mình á, thì cứ hãy mạnh dạn và liên hệ với Tiến nhé. Yeah. Tiến sẽ giúp đỡ rất là tận tình. Tại chị biết sao không? Tại có nhiều người á, thì ví dụ như thế là thứ nhất là ngại về xã hội này. Có những người thì lại sợ bị gia đình anh em kỳ thị, giống như là nói ra nói vào này. Rồi có những người thì bị con cái nó ngăn cản này. Nhưng mà con cái thực ra nó đâu mới sống mình cả đời đâu, đúng không? Đúng rồi. Nó chỉ sống với mình ở khi mà mình nuôi cho nó lớn rồi, bắt đầu cho nó đi ăn học nọ kia rồi đi lấy chồng xong. Rồi mẹ mà ví dụ như đi kiếm một mảnh chồng khác thì nó giống kiểu nó xấu hổ hay nó ngại cái gì đó mình không biết. Nhưng mà bản thân nó không nuôi được cho cha mẹ, nhưng mà nó lại tối ngày nó cấm cha mẹ là không được làm những cái chuyện như vậy. Cho nên là mình thực sự mình cũng muốn là tất cả các bạn mà có cha mẹ ví dụ như chị đây á, thì cứ mạnh dạn lên để cho cha mẹ mình kiếm một cái mảnh ghép, hoặc là kiếm một cái người yêu thương cha mẹ mình cả đời. Cái lúc ốm đau bệnh tật còn có, ví dụ như bà ông chăm bà nó cũng tốt mà bà chăm ông nó cũng tốt mà, đúng không chị? Chứ con cái nó đâu được ở bên mình đâu, đúng không? Chị cũng đính chính một cái là hôm nay chị ăn chơi này kia, còn cái lúc mà chị bị Covid ấy, chị bị nặng lắm. Tóc chị dài đây này, xong bắt đầu nó rụng rồi chị viết phải cắt đi đấy. Tiếc lắm. Chứ lúc trước là tóc dài đúng không? Tóc dài, tóc mới bị Covid cái dịch cái lần đấy. Dạ. Mà mọi người thì nhẹ, ai mà chị thì nặng, mà hậu Covid nó di chứng lâu lắm em ạ. Có nghĩa là phải vào trong bệnh viện thì người ta bắt phải cắt tóc đi đấy đúng không? Không, người ta không bắt, nhưng mà tóc của chị rụng, mà để tóc dài chảy nó càng ngày càng rụng nên là chị mới cắt đó. Nếu mà giờ nó đang mọc tóc con này, giờ nó vẫn đang mọc, nếu mà nó mọc lên được là giờ là sẽ lấy. Em nghe nói chị hát hay lắm, chị tặng em một khúc được không? Tặng một khúc nhưng mà cổ khan thì làm sao được. không kể cả cái bài mà Thương Ly Biệt nhạc trẻ mới ra đây chị cũng hát được. Thôi bây giờ mình hát hôm nào chị ghi âm chị gửi cho em. Ghi âm gửi cho em á. Ý giờ muốn nghe một đoạn thôi được không? Đoạn nào ngắn mà chị cảm thấy hay rồi. Hay nhưng mà không lên được thì làm sao? Có bài nào nhẹ nhàng hoặc là ngắn ngắn khoảng một khúc thôi. Khúc quá. Dạ. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Chị nói chung là do hôm nay là chị khan cổ này. Khan cổ, nhưng mà nghe được một vài câu như vậy là cũng biết là cái giọng hát của chị cũng khá là hay rồi. Thì hôm nay mình được gặp chị ở đây thì cũng chia sẻ lên. Cũng hy vọng là nếu như các cô chú nào, các chú nào đó mà tầm tuổi của chị thì có thể liên hệ với mình. Chị Ngoan. Chị Ngoan.
Đó, các bạn nào mà ví dụ như cô chú nào mà ví dụ bằng tuổi tầm chị Ngoan thì như những gì từ nãy giờ chị nói đó thì không có gì cao sang cả, chỉ cần một người chồng yêu thương chị thôi, và chị sẵn sàng là vào trong đây làm dâu hay là bất cứ một nơi nào. Đó, không có bất phân biệt bất cứ là cái vùng nào hay miền nào hết, thì có nghĩa là chỉ cần yêu thương chị ấy là được ha. Đúng rồi. Rồi thì nếu như các bạn muốn tìm một mảnh ghép hay là có ai mà hợp với chị Ngoan thì cứ thể liên hệ với mình nha. Số điện thoại thì mình để trong cái phần mô tả của Facebook cũng như trên YouTube của mình luôn nha các bạn. Đó, thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây. Mình rồi, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Cảm ơn Tiến nhiều. Dạ. Rồi chào tạm biệt cộng đồng mạng. Dạ. Chào tạm biệt Tiến. Dạ, hy vọng trong thời gian sớm, trong thời gian tới sẽ kiếm được một mảnh ghép yêu thương dành cho chị ha. Rồi, dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ, cảm ơn chị đã tới tham gia chương trình ha. Đúng rồi, cảm ơn dạ, em. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, chúc mọi người bình an và mạnh khỏe. Dạ, dạ. Chúc dạ. Tiến là luôn mạnh khỏe để có sức để đi giúp mọi người. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Bye bye mọi người.